Phật bảo mãn từ tử, nếu chúng đại Bồ Tát khi thấy các hữu tình kia bèn nghĩ, ta phải siêng năng tinh tấn tu hạnh Bồ Tát, khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chắc chắn làm cho loài hữu tình kia nhập vào cõi vô dư y bát niết bàn, hoặc chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ tử, nếu chúng đại Bồ Tát khuyên loài hữu tình thọ giữ ba pháp quy y, các hữu tình kia thọ giữ ba pháp quy y rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát khuyên loài hữu tình thọ giữ năm giới, các hữu tình kia thọ giữ năm giới rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát khuyên loài hữu tình thọ giữ tám giới, các hữu tình kia thọ giữ tám giới rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát khuyên loài hữu tình thọ giữ 10 giới, các hữu tình kia thọ giữ 10 giới rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát khuyên loài hữu tình thọ giữ 10 thiện nghiệp đạo, các hữu tình kia thọ giữ 10 thiện nghiệp đạo rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát khuyên loài hữu tình thọ giữ giới cụ túc, các hữu tình kia thọ giữ giới cụ túc rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát khuyên loài hữu tình thọ giữ giới Bồ Tát, các hữu tình kia thọ giữ giới Bồ Tát rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành bố thí ba la mật đa, các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ bố thí ba la mật đa rồi, đến đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành tịnh giới ba la mật đa, các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ tịnh giới ba la mật đa rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành an nhẫn ba la mật đa, các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ vào an nhẫn ba la mật đa rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành tinh tấn ba la mật đa, các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ vào tinh tấn ba la mật đa rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành tịnh lự ba la mật đa, các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ tịnh lự ba la mật đa rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành bát nhã ba la mật đa, các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ bát nhã ba la mật đa rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành bốn tịnh lự
bốn vô lượng, bốn định vô sắc, các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ lớp, mười biến xứ, các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành tịnh quán địa, trùng tánh địa, đẹp bát địa, cụ kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa, độc giác địa, Bồ Tát địa, Như Lai địa, các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành cực hỷ địa, ly cấu địa, phát quang địa, diệm tuệ địa, cực năng thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện tuệ địa, pháp vân địa, các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành mười lực Như Lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả a la hán, hoặc quả độc giác bồ đề, các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm.
Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích, hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành tất cả hạnh đại Bồ Tát, các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích, hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích, hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát đối với sự tu hành bố thí kia hết lòng tùy hỷ, cầu đến trí nhất thiết trí, ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Nếu chúng đại Bồ Tát đối với tất cả tâm được định rồi nên gọi là an trụ tịnh lự ba la mật đa. Vì sao? Mãn từ từ, vì các chúng đại Bồ Tát này thường không xa lìa tác ý thủ thắng trí nhất thiết trí. Nếu chúng đại Bồ Tát thường không xa lìa tác ý thủ thắng trí nhất thiết trí thì gọi là an trụ tịnh lự ba la mật đa. Như vậy, chúng đại Bồ Tát an trụ tịnh lự ba la mật đa phát khởi vô biên công đức thủ thắng, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nên biết Như Lai ứng chánh đẳng giác an trụ tịnh lự thứ tư bất động, xà tuổi thọ sống lâu, hiện nhập cảnh giới vô dư bát niết bàn. Vì vậy, tịnh lự ba la mật đa đối với sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chúng đại Bồ Tát có ơn đức lớn, nên sự trụ tịnh lự ba la mật đa của chúng đại Bồ Tát trừ định của Như Lai đối với các định khác là tôn, là thắng, là tối, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng. Vì sao? Mãn từ từ, vì tịnh lự ba la mật đa của Bồ Tát thường không xa lìa các ý tương ưng trí nhất thiết trí. Tịnh lự của nhị thừa chắc chắn xa lìa tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, nên đối với tịnh lự của Bồ Tát là kém, tịnh lự của Bồ Tát đối với kia là hơn. Mãn từ từ, bạch Phật, nếu các thanh văn trụ tịnh lự này chứng đắc pháp tánh, thành quả thanh văn tức là các Bồ Tát trụ tịnh lự này chứng đắc pháp tánh lìa các chấp trước, được thành Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao nói tịnh lự thanh văn chắc chắn xa lìa tác ý tương ưng trí nhất thiết trí? Tịnh lự Bồ Tát thường không xa lìa tác ý tương ưng trí nhất thiết trí. Phật bảo, mãn từ từ, ta hỏi ông, tùy ý ông đáp. Ý ông nghĩ sao? Các hạng thanh văn trụ tịnh lự này chứng đắc pháp tánh, thành quả thanh văn, các Bồ Tát trụ tịnh lự này chứng đắc pháp tánh lìa các chấp trước, được thành Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vị thanh văn ấy gọi là Như Lai được không? Mãn từ từ thưa, bạch Thế Tôn, không được. Phật bảo, mãn từ từ, ta sẽ nói ví dụ cho ông. Những người có trí nhờ vào ví dụ này được hiểu rõ nghĩa sâu xa. Thí như người thường dân trèo lên ngai của vua, người ấy gọi là vua được không? Mãn từ từ thưa, bạch Thế Tôn, không được. Vì sao? Vì người kia không có phước, không có tướng làm vua. Phật bảo, cũng vậy, các thanh văn tuy có thể hiện nhập được bốn tịnh lự, bốn định vô sắc, chứng đắc pháp tánh, thành quả thanh văn, nhưng không có năng lực, vô úy, vân vân, các công đức thù thắng và các tướng tốt của Như Lai, nên chẳng gọi là Như Lai. Do xa lìa tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, do không có đức của Phật, nên gọi là thanh văn. Nếu không được như vậy, sao gọi là Phật? Này mãn từ từ, vì tịnh lự của các hàng thanh văn đã trụ không có công đức thù thắng, nên tánh họ thấp kém. Đối với sự trụ tịnh lự của Bồ Tát trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, cho đến vô số phần không bằng một. Vì sao? Mãn từ từ, vì tịnh lự ba la mật đa của Bồ Tát thường không xa lìa trí nhất thiết trí, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, phát khởi vô biên công đức thủ thắng. Do đó nên sự trụ thắng định của Bồ Tát đối với thanh văn độc giác đều không thể biết được. Mãn từ từ, bạch Phật, thế nào gọi là thắng định Bồ Tát?
Thắng định như thế, gọi tên là gì? Phật bảo, Mãn Từ Từ, Thắng định Bồ Tát gọi là Chẳng Nghĩ Bàn. Vì sao? Mãn Từ Từ, Thắng định như thế, có oai lực khó nghĩ, mau có thể chứng đắc trí nhất thiết trí.